À, hôm nay làm clip này gửi đến cho anh em nghe, xem nha. Bữa nào tao thông báo tụi mày biết, ăn được một lần, lần thứ hai gặp tao có nhà thì đủ má tụi mày mới biết cái kết nha. Tụi mày không sống được có được cái đất cái chợ cũ này đâu. Mày hên, tụi mày hên gặp mai là bữa đó tao không có nhà. Bắt được tụi mày còn cái má mày nhìn cũng gao luôn.